À, chúc đại gia đình an lạc với A Di Đà Phật. À, bữa nay những đức đi xuống Tây Ninh, không có dụng công tu với vị hai thời buổi trưa với buổi chiều. Nhưng những đức có chia sẻ hai bài pháp, câu A Phật niệm đến cùng với quyết chí. Khi tu xong thì có nghe à, xuống dưới đó bữa nay có người ta muốn lập một cái đạo tràng cư sĩ, nên mình đi đến đó kết duyên. Xong rồi căn nhà cũng nhỏ nhỏ thôi, rồi xong người ta có mảnh đất phía sau, rồi hướng dẫn cho người ta cắt thêm cái phòng tu, nó thành một cái đạo tràng nho nhỏ cư sĩ niệm Phật. Có khi tuần hay gì mình ghé ngang bữa, ví dụ như một số người cư sĩ ít thôi, khi gặp nhau tu thờ động viên nhau một chút. Tại bây giờ nhân viên như Đức làm cư sĩ, như Đức cũng phát động đạo tràng cư sĩ khắp nên nơi từng gia đình. Cũng thấy ổn định và xong, gia đình người ta rất hoan hỷ. Nên khi đi ra ngoài mới thấy cái đạo tràng trên không trung mình thù thắng lắm quý vị. Rất là nhiều người người ta gặp như Đức, người ta mừng, mừng lắm và người ta rất cảm ơn. Người ta nói rằng là à, nghiệp của thầy đổ mà duyên của con chỗ. Đó là con tăng tốc sự tu tập thêm. À, con mong thầy làm cư sĩ luôn, đừng làm người xuất gia nữa. Tại vì họ nói như Đức làm cư sĩ thì họ tu nhiều. Mỗi ngày tu với họ nhiều. Còn hồi đó làm người xuất gia thì tu với những đức ít quá. Ở nhà giải đãi khi bữa tu bữa không tu. Nên từ đó, đó mà thấy rằng cái đạo tràng không chung mình quá đặc biệt. Hồi sáng có mấy vị mà nói về sự cảm ứng niệm Phật tại gia đình, hay lắm. Chỉ có tại gia đình niệm Phật mà mỗi ngày niệm Phật xong nghe mình nói chuyện như thế đó, mà chuyển người thân gia đình rất nhiều luôn. Chuyển người thân gia đình mà mới đây mà có nhiều cái cảm ứng thù thắng lắm nha. Nó từ tu tại gia đình mà chuyển hóa được gia đình. Có cô đó có nói rằng là ông chồng cũng dữ dằn lắm á, nó chuyển hóa ông chồng. Đứa con mỗi lần mà bắt niệm Phật là nó không đồng ý lắm, mà từ từ rồi tự nó ghim điện, nó bắt niệm Phật, nó niệm Phật luôn, rồi nó phát tâm ăn chay trường luôn. Có rất nhiều cái mà người ta niệm Phật mà có cảm ứng rất là đặc biệt. Có những người gặp những đức nói rằng là thầy cố gắng thầy duy trì cái thời khóa 12 giờ khuya, vì thời khóa 12 giờ khuya rất đặc biệt. Nên những đức thấy rằng là những cái chương trình mình đưa lên khóa tu, những đức thấy lợi rất là lớn quý vị. Nhất là cái đạo tràng gia đình này. Mỗi một con người chúng ta là hành giả tịnh độ. Nghĩa là cảm ơn Tam Bảo, cảm ơn quý thầy hướng dẫn mình niệm Phật. Bằng cách là gì? Quý vị phải chân thật hành trì. Niệm Phật lễ Phật sống sao cho đặc biệt, an lạc vui vẻ. Để cái sức ảnh hưởng đó nó lan tỏa quý vị. Nó lan tỏa thêm từng gia đình, từng gia đình, từng gia đình, để lợi ích cho chúng sanh. Quý vị nhớ nha, cái câu này nó không đơn giản đâu. Hồi đó giờ nhắc hoài nhưng mà quý vị nhớ câu này quan trọng lắm nè. Cái câu là dù quý vị có đi kiếm tiền rất nhiều, quý vị có giàu sang, có danh tiếng nha, có khi một ngày nào đó tất cả những thứ đó sẽ không bao giờ giải quyết những vấn đề rắc rối cho quý vị. Mà có khi những thứ đó lại đẩy mình đi vào con đường khổ đau. Thì bây giờ quý vị sống ở xã hội, quý vị thấy nhiều rồi đó. Nhiều người giàu, quá trời giàu luôn. Đa phần đúng là cái danh cái lợi khó ai vượt qua. Ghê chưa? Mà nó không biết đủ được, nó lao theo luôn. Cái dòng sấy đó luôn, nó lao luôn quý vị. Rồi cuối cùng nó lao vô con đường lao lý luôn. Thấy ghê không? Nhưng nếu quý vị mà biết tu, biết niệm Phật nghe,
dù sự trở ngại gì, dù quý vị có nghiệp chướng gì, chuyển quý vị vô một hoàn cảnh nào khổ đau nhất, nhưng quý vị, cái đặc biệt là quý vị có một chỗ nương tựa, đó là Đức Phật A Di Đà. Thí dụ như người nghe qua công đoạn này, nghe qua họ không chấp nhận đi, nhưng một ngày nào họ sẽ chấp nhận. Vì một ngày nào chúng ta sẽ không biết bướng biếu vào chỗ nào hết. Nên Đại Lão và Thượng Định Không này nói một câu, nói rằng là bao nhiêu con người thân bằng quyến thuộc quý mến bạn, bao nhiêu bạn bè quý mến bạn, bao nhiêu con người tăng bốc bạn, nhưng cuối cùng con đường này tự bạn phải đi. Khi bạn gần cận tới nghiệp gần chết, ai là người giúp bạn? Bạn nhìn thấy bao nhiêu con người xung quanh bạn, không ai là người giúp bạn, chỉ có A Di Đà Phật giúp bạn. Nên mỗi ngày mình niệm A Di Đà Phật là điểm nương tựa đặc biệt tuyệt vời. Mà cái phương pháp tu này nó giúp mình rất là an lạc, quý vị à, rất là an lạc. Nên những đức nói rằng là người niệm Phật chúng ta đi đến đâu là hoa sen mọc ở nơi đó. Cái pháp môn tịnh độ này giống như cái pháp nó đúng mùa, quý vị à. Mà cái pháp tu này nó quá tiện lợi, ai cũng áp dụng và tu được, quá hay. Nên có những gia đình mà người ta trở thành một cái đạo tràng niệm Phật không đơn giản. Giống như cái nơi nhà Đức đang ở đây nè, dù là một cái phòng nho nhỏ thôi mà nó trở thành một cái đạo tràng rất lớn, không đơn giản. Cái đạo tràng này hiện tại là bây giờ là chắc chắn rằng là không còn cái đạo tràng nào lớn hơn đạo tràng này. Nghĩa là nhỏ mà tất cả đó quý vị. Nó nghĩa là tiên nhìn nó nhỏ xíu một cái tivi thôi mà nó quá lớn. Thì coi bây giờ mấy ngàn thành viên tu, mà tính ra con người là nhất định là phải khoảng 3.000 người niệm Phật. Vì cái không đơn giản đâu. Có đạo tràng nào mà mỗi ngày mà sáng tối mà khoảng 3.000 người niệm Phật không quý vị? Không có đâu. Thật sự không có đâu quý vị đó. Nên hồi đó những đức á, coi đại chúng 3 điểm gom lại luôn, nó cũng không đông bằng một cái chỗ này nữa. Thì quý vị biết rằng là tuy nó nhỏ gì thôi mà nó trở thành một cái đạo tràng quá lớn, quá thù thắng luôn. Mà cái thời đại này, cái đạo tràng này mới thật sự thù thắng nè. Tại vì những đức khi đi ra ngoài, tôi thấy rất là nhiều người đồng tình và họ nói rằng hay quá. Họ dành hoàn toàn thời gian rất nhiều để cho gia đình. Và họ vẫn tu tập được và tu tập thời gian rất nhiều. Cái này là cái quan trọng nè. Họ tu tập thời gian rất là nhiều quý vị. Rất quan trọng chỗ này. Đó. Nên cái đạo tràng trên không trung này bây giờ nó quá phù hợp. Nên bây giờ hàng cư sĩ người ta phát động cái chương trình tu tập tại gia mạnh, rất mạnh, mà nó rất hay luôn. Bây giờ có nghĩa là rất nhiều người phụ nữ họ gặp như đứa con nói rằng những người chồng không nói họ được. Tại vì sao? Ở tại nhà tu không có đi lang thang nữa, hay chưa? Không có đi nhiều đó. Rồi tu giết cảm hóa ông luôn. Như cái cô hồi sáng gặp cổ mà có nói rằng là chồng bà là thứ dữ đó, không phải chuyện giỡn đâu. Chân dữ dằn đó. Vậy đó mà niệm Phật, nghe nhà Đức giảng giết mà chuyển hóa ông chồng luôn. Ngồi sáng mà đang ngồi nói chuyện mà ông chồng ông kêu bà, gọi, có nghĩa là gọi điện thoại gặp nhà Đức, chào trong điện thoại, chụp hình với nhà Đức bôi liền. Nhìn mặt cũng ngầu, thấy không? Nên á, vậy thấy không? Chỉ có câu Phật hiệu thật sự nó hóa giải được cái tâm hung dữ bạo ngược của người khác, quý vị. Và chính một câu Phật hiệu này sẽ nương tựa được khi lúc chúng ta không còn ai là người bên cạnh hết luôn. Khổ đau cung cực gì, chỉ có câu Phật hiệu này là điểm nương tựa bình an nhất. Quý vị nhớ nghe. Thật sự mà nói, những đức nói cái câu mà từ xưa giờ nói hoài luôn, giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, đẹp cũng khổ, mà xấu cũng khổ. Chắc chắn 100% quý vị nếu nghe câu này, quý vị hãy nhận thức và tìm hiểu thử có phải gì không. Nó như vậy đó. Chỉ có cái người biết đủ, chỉ có người tin nhân quả, chỉ có người tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, người này mới có được cái sự an lạc và có được niềm vui và có phương hướng. Giống như nãy như Đức ngồi xe có cái anh đó, anh chở như Đức nói đúng, Phật pháp hay. Phật pháp dạy chúng ta một phương pháp sống bình an. Quý vị phải bình tĩnh ngồi suy nghĩ. Trong Phật pháp rất hay dạy chúng ta một lối sống rất bình an. Có nghĩa là dạy chúng ta một lối sống có thể hạ cánh được trong cuộc đời này.
và có thể sống được bình an. Những đứa hỏi anh đó, bình an điểm nào là có một phương hướng tương lai mình sanh cực lạc. Nếu như con không gặp Phật Pháp thì cuộc đời của con không bao giờ suy nghĩ đến cái chuyện chết đi về cực lạc. Cứ lao theo cái cuộc sống sang giàu, rồi cuối cùng cũng như bao nhiêu con người không biết đi về đâu. Nên quý vị nhớ rằng cái ơn lớn nhất trong cuộc đời chúng ta là có người chỉ mình một con đường đi về. Mà cái này là rất nhiều con người chúng ta trong cái cuộc đời này, dù là cả đời lao theo danh lợi, nhưng cuối cùng cái chết đến không biết đi về đâu. Cực kỳ nhiều người luôn. Và chúng ta thấy từ ông bà cha mẹ của chúng ta và rất nhiều người, điều chúng ta thấy rõ ràng hết luôn. Dù rất là giàu đó quý vị, nhưng khi một hơi thở thở ra không hít vào, không cầm theo được gì cả. Nên có những gia đình mà người ta có một căn nhà mà gia đình người ta có một đứa con thôi mà người ta lập một cái đạo tràng niệm Phật. Đây mới là cái đức để lại cho con cháu người ta nè. Thù thắng. Mà cái duyên có được thù thắng lắm mới được đó nghe. Chứ có nhiều người người ta muốn lập đạo tràng người ta lập không được á. Đừng có nói tại cái nhà người ta thôi mà người ta muốn dụng công tu thờ Tam Thánh đó mà còn không được kìa. Chứ đừng nói chi là cái chuyện mà lập một đạo tràng mà cho 5-10 người, mười mấy người đến nhà người ta có khi lỡ cộng tu. Không có đâu. Không dễ đâu quý vị. Phải đủ duyên dữ lắm đó. Chứ không chi mà thí dụ như bây giờ những đức hướng dẫn bao nhiêu con người mà những đức lợi tại chỗ đó, những đức tu tại nhà đó, và một 5-10 người lỡ nhà đó ngồi tu không đơn giản đó. Rồi ngồi tu hồi sáng này những đức chỉ mua cái tivi, rồi mua một cái gì CPU gì đó, mấy cái lo để phát âm với một bộ tượng Phật màu xanh xanh những đức đặt gỡ dưới cho, rồi sắp xếp sẵn đi. Có cái nhà nhỏ nhỏ, cái phòng nhỏ nhỏ thôi, xong rồi bắt đầu là có dịp những đức chạy xuống dưới cái đó là tu tại chỗ đó. Cái vài ba người quen quen là tu chung thôi, ít thôi, vài ba người à. Vậy đó là một, cũng là một đạo tràng cư sĩ đó nghe. Khi mà không có mình ở đó thì buổi tối á, 50 người là tại chỗ đó tu, gần gần chạy lên chỗ đó tu, thành cái đạo tràng nó hình thành chỗ đó, nó không đơn giản đâu. Rồi những đức tu ở đâu thì nó cũng phát ngay chỗ đó. Đó, rồi từng cái gì đức sắp xếp được chạy xuống đó, ngay chỗ đó, cái tu ngay chỗ đó ngày. Đơn giản thôi. Có cái bàn thờ thờ Tam Thánh, cái tivi chính giữa, cái CPU với lo thôi, rồi là xong. Với cái máy quay phim đặt quay những đức rồi xong rồi đó quý vị. Thấy hay không? Đơn giản cái đầu tràng cư sĩ, đơn giản vậy đó quý vị. Thì ngay chỗ này cũng vậy luôn đó. Tuy nhìn đơn giản vậy quý vị mà nó không đơn giản chút nào chứ ha. Nhưng mà khi đã phát tâm là phát tâm cho chân thật nha. Đã mình làm việc cho Phật Pháp mà cái này là thật chắc luôn. Nó, mà có người mà lợi ngay chỗ mình mà hướng dẫn tu, tu xong mà nói chuyện mà giống như gì nè. Như nói chuyện gì cũng quay đưa đi khắp nơi nơi, nhiều trang người ta chia sẻ ra. Không đơn giản, nhìn chỗ này đơn giản mà nó thành một đạo tràng. Thí dụ như bây giờ cô Năm này mà cổ có nhiều căn nhà đi. Bây giờ như Đức thấy căn nhà này là căn nhà đặc biệt nhất nè. Cô Năm có nhiều căn nhà mà căn nhà này là căn nhà đặc biệt nhất. Căn nhà này là căn nhà mà có người ta tu ở đây là căn nhà đặc biệt nhất. Chứ giờ những căn nhà khác dù nó có giá trị cỡ nào, nhưng mà quý vị biết Hòa Thượng Diệu Liên thì nói một câu á, dù một ngày bạn có kiếm được nhiều tiền cũng không bằng bạn ở trong đạo tràng niệm Phật 5-10 phút. Đây là Hòa Thượng Diệu Liên, ngài nói 100% luôn. Nên từ nơi đó mà cái nhà quý vị mà có ai đến niệm Phật, quý vị nên cho người ta niệm Phật. Quý vị hộ trì cho một người niệm Phật là không đơn giản. Hòa Thượng Tịnh Không mà nói gặp một bà già dù không biết chữ nghĩa gì nhưng mà bà chịu niệm Phật, quý vị nên cúng dường hộ trì bà đó, vì bà đó là Bồ Tát đó. Chứ không đơn giản đâu. Nên từ nơi đó mà có khi cái người mà tinh tấn niệm Phật đi lỡ nhà mình á, có khi mình tinh tấn theo, chứ không phải chuyện giỡn đâu quý vị. Mình tinh tấn theo đó. Quý vị thử đi quý vị, mà dịp nào quý vị mà tu chung như đức, quý vị sẽ thấy khác khi quý vị tu ở nhà quý vị đó. Chứ không phải đơn giản đâu.
Tại vì bị gần cái tần số mạnh hoặc là gần tổng đài thì nó phải phát mạnh chứ. Đúng không? Giống như gần bóng đèn thì chắc chắn là quý vị phải được ánh sáng nhiều thôi. Còn tuy là bóng đèn nhưng mình ngồi xa thì nó hơi mờ mờ một chút. Nguyên lý nó là như vậy. Thấy không? Giống như quý vị đứng ngay trong chánh điện, quý vị tu, quý vị nhìn Phật, quý vị sẽ tu có oai lực hơn là quý vị đứng tuốt ở chỗ nào. Đối với người tinh tấn thì chỗ nào cũng được hết, nhưng mà đối với chúng ta thì chưa đến nỗi tinh tấn đâu quý vị à. Có những lúc chúng ta tinh 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 là lúc này lúc khác á quý vị, hiểu chưa? Lúc này lúc khác á, nên chúng ta cần phải được sự động viên. Nên mỗi ngày những đức tu tập xong là nói chuyện với vị là động viên, cái việc niệm Phật là việc rất quan trọng mà cực kỳ thù thắng. Hiểu không? Đừng nên giải đãi, đừng nên bê tha. À, nên chỗ nào mà thấy có đạo tràng niệm Phật là đúng là cái nơi đó, địa phương đó có phước. Mà một cái đạo tràng đúng nghĩa, ít nhiều gì không biết, nhưng mà phải có cái tâm thật sự niệm Phật cầu sanh cực lạc. Đây như nói cái đạo tràng không chung này là cái đạo tràng số 1 trong cái thời cuộc này luôn nè. Quý vị ngồi suy nghĩ đi. Không phải đạo tràng mình lập ra mà mình đi tán tán hết lời. Nhưng quý vị ngồi suy nghĩ kỹ, phải nói là đạo tràng số 1 không? Một đạo tràng mà tu tập xong là nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn, việc ai nấy làm, không bỏ việc làm mà tu tập được. Điều thứ nhất. Một đạo tràng mà quý vị khỏi cần phải hùng hập vô cái chuyện cúng dường để mà dính vô cái chuyện tiền bạc vật chất là điều thứ hai. Hiểu không? Một đạo tràng mà gần cũng như xa, xa cũng như gần là điều thứ ba. Đạo tràng mà gặp nhau mà không nắm được tay nhau, đây là quá thù thắng rồi, là điều thứ bốn phải thành công, phải không? Chứ nếu mà gặp nhau hoài, những đức quý vị mà ngồi nhau hoài thì thôi đi, nói chuyện giết có khi nó cũng có vấn đề, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Một là gì? Cái câu những đức nói đó. Nè. Gần chùa cái gì mà gọi Phật bằng anh, tượng Phật hiền lành, ông Phật đi chơi. Thấy chưa? Giống cái kiểu mà gần giết ấy, nó còn không khéo, nó khéo thường đó quý vị. Nhưng mà cái đầu tràng này rất đặc biệt là ngay cái chỗ gì biết không, là nó gần cũng như xa, xa cũng như gần. Cái kiểu mà những đức mà tu tập gì quý vị, mà tu tập chung mà lâu lâu mà gặp lần nó mừng dữ lắm quý vị ơi. Nó mừng 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 dữ lắm luôn. Nhưng mà gặp hoài giết nó không có cái gì đặc biệt nữa chứ. À, thí dụ như hôm nay lâu lâu như đức ra ngoài lần ai cũng muốn dẫn như đức đi ăn, đem đồ ăn mà kêu mình ăn, bắt mình ăn. Nhưng mà thử mà mỗi ngày đi lỡ đi, họ gặp mình họ chốt, nó gặp ông này là dẫn đi ăn giết chết mù luôn, tiền đâu mà đãi ăn hoài. Thấy chưa? Nên từ nơi đó mà mình là người tu hành tuyệt đối đừng có bao giờ đi làm phiền người ta nhiều quá. Ví dụ như bao nhiêu năm chờ mới đi ra ngoài, mà vì công việc mà đi ra ngoài thì đi ra bao nhiêu người quý trọng, dù là không báo người ta cũng đến, người ta quý, người ta kiếm chỗ nào ăn ngon ngon người ta rủ đi ăn. Chứ nếu mình mà cái đà ăn ngon được vậy mà mình cứ đi kiếm người ta để kiếm ăn hoài, mai mốt coi chừng mình ăn chảo chứ đừng nên đi. Nè, ăn chảo với ăn giá chứ đừng có nói chi ăn đồ ngon, không có đâu quý vị ha. Nói đây không phải là mình đi á, mình nghĩ người ta ăn vậy, nhưng mà mình hết sức cẩn thận chỗ này, đừng có bây giờ lạm dụng quá đó, thấy không? Nên cái đạo tràng này rất thù thắng, tuy hướng dẫn tu nhưng mà lại không gần gũi được, đó không? Rồi nó đã không gần gũi thì không có cái chuyện cái ông hướng dẫn mà quý cô này hay quý cô kia, hoặc quý cô này nhiều quý cô kia ít, mấy bả cũng nhìn ngó nữa. Rồi điều đặc biệt nữa cái là không gặp nên không được tặng quà. Nếu tặng quà mà tặng không đủ, cho bà này không cho bà kia thì bà kia đem phê cho bà, cái bà không có nói ông này ghê, Phật tử người quen không mà chớ hề công bằng, cho con bé Tư mà không cho bà chàng Lâm. Thấy chưa? Thấy không? Mình nói ví dụ cái câu nghe, nói danh từ là ví dụ á. Rồi bà chàng Lâm về bà nói cho ông chàng Lâm nó thầy chơi kỳ ghê, chơi không công bằng chút nào thôi, mai mốt khỏi lên rum tu luôn. Thấy chưa? Hết sức cẩn thận cái chỗ này, giống phải đơn giản nha quý vị. Nó gần là xa, xa mà gần nên nó như Đức nói cái đạo tràng này là đạo tràng cực kỳ thù thắng luôn. Thêm tại gia đình nó không ngồi lại với nhau thì cơ hội đâu mà đi nhiều chuyện. Chứ mấy bà này mà bao nhiêu ngàn bà này mà ngồi lại với nhau, chắc cái nơi nào cũng là cây cối ngã sập hết. Chứ không có chuyện giỡn chơi đâu quý vị. Hô
Mới bà niệm Phật xong bà ra bà ngồi lại, bà chia nhóm ra. Thí dụ như bà này có nhóm mười mấy hai chục bà kia có nhóm mười mấy hai chục bà nọ có nhóm mười mấy hai chục bà. Rồi cuối cùng là mấy bà đi lại cái chỗ tu, mà mấy bà cũng nay quần này áo nọ, rồi mấy bà tranh cạnh đồ đạc, rồi tranh cạnh sắc đẹp, tranh cạnh kiểu tóc, tranh cạnh đôi dép, đôi dài. Có đó quý vị, không có chuyện giỡn dơ đâu. Tuy cái ông thầy hướng dẫn, ông phương tiện, ông nói tu là phải sáng sủa. Mấy bà dựa vào chỗ đó bắt đầu là bà sáng sủa tá lả chứ. Bà sáng sủa giết rồi bà thành tranh cạnh với nhau luôn. Cái bà trưởng nhóm này kênh, bà trưởng nhóm kia kênh, trưởng nhóm nọ. Cuối cùng tu thành La Sát. Ban đầu phát tâm đi tu là Bồ Tát, nhưng từ từ thành La Sát. Thấy chưa? Nên nhiều đứa nói đạo tràng là đạo tràng thù thắng nè. Đạo tràng không chúng này cực kỳ thù thắng nè. Còn lâu lâu mình đến mình tu tập, mình có gì mình ăn tại cái nhà đó đó. Đồ hủ chiên gì mình cũng ăn tại cái nhà. Đừng đi đâu ăn chứ á. Đừng có lại quán xá ăn gì chứ á. Không có nên. Dù tại cái nhà đó, sao cũng ăn tại nhà đó đó. Rồi nằm bẹp chỗ đó mà ngủ. Vậy là tốt. Vậy là đặc biệt người ta sẽ quý trọng cái đức của mình hơn. Nên bữa nay những đức cũng có lợi cái quán mấy cô lâu quá, mấy cô dặn là cái quán đó ăn ngon dữ lắm nghe bì. Những đức nãy đi dọc đường về, những đức nói rằng kỳ sau không bao giờ lại quán này ăn nữa. Vì sao? Vì ăn ngon quá. Ăn ngon quá lao theo giết rồi nó lao đi luôn sao quý vị, hiểu không? Nên mai mốt mà mình đi lại lỡ chỗ nào là mình ăn cơm chỗ đó xong mình đi về, tu chỗ đó xong đi về. Giữ cái tâm đó đó thì cả đời mới duy trì làm cư sĩ mà tu tập được. Nếu không kéo đi luôn á. Tuy người ta quý trọng mình, người ta lo lắng cho mình, mà mình không khéo á, bản thân mình không có chừng mực, giết bản thân mình bỏ đạo luôn. Từ từ làm biến tu là quý vị cũng tiêu điều luôn. Những đức mà nghĩ tu thì quý vị tiêu chứ sao. 100% thử đạo tràng này một tuần lễ mà những đức không lên tu thử coi. Phải cái số lượng mấy ngàn người này càng ngày càng giảm không? Rồi ông nào bà nào cũng nói rằng thôi ông nghỉ tu thì mình bữa nay cũng bận thôi, chứ tu hoài làm chi cho nó mệt thêm. Hiểu không? 12 giờ khuya mà thử không có chuyện đứng tu thử coi. Bật hình thôi mà mấy bà này công nhận tin. Tin mắt á. Bữa nào mà những đứa không lên tu mà bắt hình rõ ràng mấy bà vẫn biết là này là cái hình hôm qua. Đúng là ghê thiệt chứ. Bởi vì nhờ gì mấy bà canh nhưng mà mình không chạy đi đâu nổi luôn. Mình phải nói thiệt là mình đi đâu nghe chưa. Đâu có gạt được mấy bà đâu, mấy canh biết hết trơn. Cái tư là mấy canh nó biết bữa nay rồi đi đâu đây nè, bắt hình lại nè, không tu nè, thấy chưa, biết hết trơn. Rồi 12 giờ khuya mà không có những đức thì những đức nói chắc có được hai ngoe tu, hai vợ chồng của ông Trần Lâm. Rồi thời gian cũng nghỉ luôn, thấy không? Nên từ nơi đó mà cái đầu kéo nó quan trọng lắm quý vị ơi. Nên nhiều đứa nói cái đạo tràng không chung này quý vị nên phổ biến rộng ra để cho nhiều gia đình biết. Đạo tràng cư sĩ nên mở rộng ra để nhiều người tập trung lại tu. Mà lỡ tu xong cày rum cho người ta, tiếp tục gia đình phải niệm Phật tu tập, nghe Pháp mỗi ngày để có cái tâm giải thoát. Đó là cái chỗ quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta. Chúc quý vị an lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúc quý vị an lạc, nghe chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.